con đâu rồi? Bà con đây nè, con đây nè. Bà ơi con đây nè. Thế bà con đi, bắt con đi. Bà con đi, bắt con đi. Mẹ mày. Đúng rồi mẹ, Hư này dám đánh bà. Mày buông cho mẹ. Ủa ba mới giận. Ba con chuyện gì vậy ba? Vậy đó. Cái gì vậy? Tao hỏi, có phải mày khoe với thằng Tiến cái giá thành sản phẩm của công ty mình không? Dạ ba ơi, thật ra chuyện này đúng không? Tại sao con ngu quá vậy con? Tại sao mày nói cái chuyện bí mật công ty cho đối thủ nghe? Dạ dạ không 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 không, không có gì. Tao nói là bao giờ cũng phải giữ mồm giữ miệng phải không? Biết không không? Dạ ba ơi, không có thanh minh thanh gia gì ở đây. Trời ơi. Bình tĩnh nha con nói nè ba. Chuyện phải vậy đâu. Không phải vậy, mày im miệng. Kể từ giờ này mày mà mở miệng là mày chết cho tao, hiểu chưa? Sao vậy ba? Không, không có sao gì hết. Mày có miệng thì coi như là mày không có miệng đi. Mày mà mở miệng hả? Ra khỏi nhà nha con. Ra khỏi nhà. Nhưng mà con có miệng mà. Nhưng không được nói. Mày mà nói thì mày sẽ ra khỏi nhà. Đây là lính nghe chưa? Còn cả mấy người này nữa. Sao không trả lời? Tôi dặn nghe, tất cả mọi người mà nghe nó mở miệng á, mà nó nói á, mà không có nói lại cho tôi biết á, đừng có trách tôi nghe chưa? Nhưng mà nhóc, mày nói đi. Mày nói một câu thôi. Một câu là ra ngoài nha con. Dạ, thôi bà ba. Ui, rễ ơi là rễ. Có ai ngồi đó không vậy? Ai đó, ai đó? Con nè ba. Làm chi? Lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh đi, trong này hết rồi. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Ba đợi con xíu nha. Ông ngoại ơi, ba nói chuyện nè. Cái gì đó? Con phải đứng ba hả? Ba nói chuyện. Trời, con nhỏ này. Cái gì? Hả? Hồi nãy ba nói chuyện á, ba nói là làm chi lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh, trong này hết rồi. Vậy hả? Ôi ơi coi con nữa. Cảm ơn con yêu. Thôi rồi. Cái thằng quỷ, bây giờ mày muốn mày đuổi khỏi nhà phải không? Tại trong này hết giấy vệ sinh rồi mà ba. Mày im. Bây giờ tôi dù có động đất hay là bảo cấp 15 mày cũng không được nói, hiểu chưa? Chứ có hết cái giấy vệ sinh mà đã la làng. Mày hết giấy vệ sinh mày không biết lấy quần mày leo hả? Dạ, con sẽ làm theo ý của ba. Làm theo lời mà mở miệng mà nói hoài vậy? Nói nữa. Nín. Ồ, ốc thì chai nho. Mày mở miệng nữa tao bẻ răng mày. Chú ơi. Tâm ý hả? Dạ, con để giấy ở ngoài nghe chú. Cảm ơn con nhiều nha. Là quá đáng thiệt mà. Cứ gì hoài ai mà chịu nổi. Làm bẹm gì vậy? Bộ anh muốn công ty của ba phá sản hay sao vậy? Nhưng mà lần này phải lâu của anh đâu. Em nhớ là ba phạt anh không được nói chuyện mà. Bây giờ mà anh thử la đó đi. Em xuống em mét ba cho mà coi. Bây giờ em cũng vậy luôn hả? Nè, bây giờ mà anh nói một tiếng nữa là em mét ba cho anh coi đó, anh có tin được không? Có cãi đâu. Anh nên ngoan ngoãn nghe lời ba đi. Anh phải nghe lời ba thì ba mới mau hết giận được chứ. Coi lại bản thân của anh đi. Rõ ràng là anh sai rồi mà còn la nữa hả? Im. Sao rồi con? Được chưa? Nghe. Hả? Mày định nói gì đó? Ai cho mày ngáp? Không được ngáp. Ba à, anh chỉ ngáp thôi mà. Anh đâu có nói câu nào đâu ba. Đừng có nhiều chuyện. Ai với cái thằng ăn hại này hả? Ngáp cũng không được. Mày ngáp đi, mày ngáp đi.
Dạ con chào chú. Chú ngủ ngon không chú? Dạ vậy chú có muốn ăn trái cây không? Vậy chú muốn uống gì? Con pha cho chú nha. Cà phê ha chú. Dạ. Honda hả chú? À, hồng trà. Dạ, dạ con biết rồi, để con làm liền. Bà chú ơi, ở đây á, chú cứ nói chuyện bình thường đi, không sao đâu, con không có nói lại với ông đâu. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Dạ. Chú cảm ơn nha. Dạ không có gì đâu. Tâm ý. Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua không phải lỗi chú đâu. Dạ. Để chú kể cho con nghe nha. Cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. À, mà bây giờ con phải đi làm việc rồi chú. Đâu có sao đâu. Thì con vừa làm việc, con vừa nghe chú nói chuyện cũng được mà. Hả? Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. Đó đâu phải lỗi của chú đâu. Dạ. Chú cũng có nói với ông rồi, nhưng mà ông không có tin chú. Ông còn nói chú nguyện biện nữa. Con thấy ông quá đáng với chú lắm đúng không? Ba. Dạ. Ba đang làm gì vậy? Phía chú hết á. Bây giờ chỉ có một mình con thôi. Chú tin tưởng con, chú trao cả niềm tin của chú cho con. Cho nên chú chỉ nói chuyện được một mình con thôi. Đừng làm chú thất vọng nha. Dạ. Còn cái chuyện này nữa. Cái chuyện này làm chú buồn lắm nè con. Chú nói thiệt luôn á. Ba của chú lúc nào chỉ biết làm theo ý của mình, không có biết nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Còn với chú khiêm đúng không? Tâm ý. Bây giờ nếu như con nghe chú nói, con chỉ cần gật đầu một cái thôi cho chú có lòng tin nha. Chú Khiêm á, hôm bữa ông nhậu, ông uống hơi nhiều, cái ông xỉn, ông có lỡ lời với ba. Ba chú chạy rớt con coi đó, chạy rớt mà về bắt chú đuổi việc người ta. Có quá đáng không? Trong khi đó người ta gắn bó với mình bao nhiêu năm trời luôn. Thì tình chú cũng biết, giờ chú biết nó sao á. Tâm ý, mình là con gái á, mình làm việc nhẹ nhàng, dằn nhìn người chú hết rồi. Dạ, con xin lỗi chú. Nên sau đó bắt đầu con mới thiện chú được. Con biết không, hôm đó trời lạnh lắm luôn á, lạnh lắm luôn. Mà nở lòng nào bắt tôi chạy tới chạy luôn, chạy xuôi chạy ngược đi lấy đồ. Trời ơi, hai chị em sao chịu nổi. Chú nói thiệt nha, chú bất lắm á. Nhưng mà chú thập cổ bé họng, chú đâu dám nói gì đâu. Chú có cái anh ơi! Anh! Đang làm gì vậy? Đi ra đây khiêng giùm em cái này cái. Con chào chú trước nha. Chú chạy ra khỏi phụ cô với chú vô chú nói liền nha. Chú kể nghe, hay lắm, hấp dẫn lắm nha. Coi chừng chị máu đó chị. Em thấy chị ngoái nãy giờ rồi. Đầu tay của chị bị ướt quá trời luôn nè. Chắc là tại chú đứng kế bên nói chuyện rồi nước miếng văng vô đó. Hình như lỗ tai chị bị nghẹt luôn rồi nè. Hay là chị mới với ông đi. Chưa chú nói gì hoài, chị sao chịu nổi được. Không có được đâu. Chú không nói được cũng tội nghiệp chú mà. Để chị chịu cũng được. Chị bệnh hả? Sao chị cứ ho hoài vậy? Sáng giờ luôn á. Vậy quá à.
Thôi chị ngủ chút nha. Lúc về ngày mai chú đừng nói nữa. Chị đi bệnh viện nha. Thôi, không cần đâu. Chị đi cũng đâu có nổi. Chị nằm đây nghỉ được rồi. Hay là để em kêu anh Nguyên đưa chị đi nha. Thôi, không cần đâu. Chị ngủ chút là khỏe rồi. Em thấy lo quá à. Một chút nữa là chú Ngọc về rồi. Chú mà về thì chú còn nói nhiều hơn nữa đó. Chắc bữa nay chú không có nói nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà nói. Ý ơi, chú mới gặp chuyện này lạ lắm. Nếu như kể từ đầu đến cuối chắc cũng phải 3-4 ngày mới hết. Khoảng 5 phút nữa chú về tới, còn phải nghe chuyện này nữa. Chị, hôm nay không được rồi, chị phải đi trốn nè. Trốn ai? Trốn cái gì? Chị phải trốn chú Ngọc. Ờ, vậy thì chị phải tìm chỗ nào an toàn mà trốn nha chị. Trời ơi, thấy mệt rồi mà còn gặp chuyện này nữa. Con đi ra ngoài rồi. Ra ngoài chừng nào mới về? Dạ con không biết. Thôi nếu vậy con ngồi đây nói chuyện với chú một chút nha. Dạ được chú ơi. Trời ạ. Con đau bụng quá, con xin lỗi chú nha. Nói chút thôi mà. Dạ kỳ dạ. Tâm Ý đâu rồi? Tâm Ý ơi, Tâm Ý, Tâm Ý. Ý ơi, Ý, chứa nhiều chất xơ phải kể đến, đó chính là quả cam. Mày làm gì đó? Chất xơ trong cam tím. Mày mới nói phải không? Ổn định đường huyết. Ngoài ra còn giúp giảm hấp thụ các chất béo xấu như cholesterol. Từ đó giảm nguy cơ. Thank you.
Tâm Hy, Tâm Hy ơi. Trốn chú vậy? Hình như con không muốn nói chuyện với chú thì phải. Tâm Ý, con làm gì trên đó vậy? Bộ con không thích nói chuyện với chú nữa hả? Dạ không có đâu chú. Con ở trên đó làm gì? Dạ con lau nắp tủ cho sạch. Ở trên đó đâu có cần thiết phải lao đâu con. Dạ cần chứ chú. Để con để đó chút lao sao đi. Bây giờ con xuống đây, chú có nhiều chuyện muốn kể cho con nghe lắm á. Xuống mẹ nha con. Con bị bệnh hả? Ừ, uống thuốc đi, như vậy mới mau hết bệnh được biết không. Để coi chú kể tới đâu quên rồi ta. Thấy cái đoạn gặp thằng Tiến đúng không? Chuyện lại đây nè. Còn hãy chú đâu gây thù chú quán gì ông đâu. Tại tự nhiên ông nở lòng nào ông đối xử với chú vậy á. Con coi vậy được không? Rồi chưa hết nha, còn ba vợ của chú nữa. Ông không biết chuyện gì hết á. Tự nhiên cái nỗi giận với chú à. Chuyện là vậy nè. Để chú kể con nghe. Bữa chú gặp nó, cái nó mới hỏi chú là công ty trả lương bao nhiêu rồi. Thì chú mới nói là chú không biết. Nó chú nói vậy á, cái nó nói chú sao không? Nó nói thật ra là nó biết rồi mà nó hỏi chơi thôi. Không coi vậy mà được á. Đó, đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Con tức không? Con nóng không? Mẹ không còn thương con nữa hả? Sao lại làm như vậy với con? Cũng tại của cô đáng ghét rồi. Làm chi vậy? Từ đây về sau con đừng có nói cái chữ đồ đáng ghét nữa nha. Các ba cũng vậy luôn hả? Con đã làm gì sai chứ? Cũng đợi cô đáng ghét rồi mà. Không phải. Làm chi của ba xinh đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nếu mà con không nói từ đồ đáng ghét nữa, con sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Thôi bây giờ về đi. Nếu từ đây về sau con không nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê cho con, chịu không? Ba nói thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi, con nói là con muốn mua thêm búp bê nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy từ đây về sau đừng nói chữ đồ đáng ghét nữa, bà sẽ mua búp bê ha. Dạ, móc miếng. Đã đóng dấu. Nè, cái đồ đã... TV này là của ai? Là của bạn.
chưa được chủ nhân cho phép mà dám xem TV hai cái đồ đã. Alo. Cái đồ đạc sao? Thiệt là phiền phức. Cái đồ đạc. Ê Tâm Anh, đang nghe điện thoại kìa. Mày gọi mình hả? Hãy chuyển máy cho Tâm Anh giùm tôi. Điện thoại của cái đồ đạc. Cái người muốn gặp á. Là chị Julian hả? Ờ nhưng mà sao hôm nay bà chịu gọi tên mình rồi hả? Gọi thì sao? Đâu có gì đâu. Được bạn gọi tên là mình thấy vui lắm rồi. Dạ. Là con nè. Con chào chị Julian. Thiệt là bực mình. Đồ đáng kiếp. Đồ đáng chết. Đồ đáng chết. Đồ đáng chết. Đồ đáng chết. Ôi, sao đi đâu cũng thấy chữ đồ đáng ghét hết trời. Cơm xong rồi đó, em xuống ăn nha. Thôi em không muốn ăn đâu. Ủa sao không ăn? Hay là để chị mang lên nha. Em nói nó không ăn rồi mà có đồ đạc. Đau răng. Ủa em bị đau răng hả? Vậy để chị nói mẹ em đưa tới nhà khoa nha. Em nói nó là không cần rồi mà có đồ đạc. Ừ vậy thôi, chừng nào muốn ăn thì xuống nha. Ủa làm gì? Sao nằm đây? Không đi chơi hả? Con bị đau răng. Đau răng hả? Con thấy đau lắm không? Con thấy đau. Vậy không được rồi. Bây giờ ba cũng xong công việc rồi. Để ba chở con đi nha sĩ nha. Đúng là cái răng đồ đệ. Không, cái răng đồ dễ thương. Có sao không bác sĩ? Bé có một cái răng sâu, chỉ cần chám răng sữa lại là được anh ạ. Thôi con không chám đâu, chám còn đau. Là chị ngoan, chỉ cần chám răng sữa lại là được, không đau chút nào hết á. Đúng rồi con. Con không tin đau, con không tin. Cô ơi con về nha cô. Hai con về nha. Dạ. Con có thấy cô đúng giữ lời hứa của con không nè? Dạ đúng rồi cô. Răng con còn đau nữa không? Dạ không, bây giờ nó kiểu nó bình thường rồi cô. Thế hả? Mà mém xíu nữa hồi nãy con nói cô bằng cái đồ đạc. Con nói như vậy. Bé khen cô dễ thương. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ về con được ăn thịt sườn được không cô? Thoải mái con, một tiếng nữa không ăn nha. Dạ. Ôi yes, trời yes. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Về hai con về nha. Dạ. 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 Thấy chưa? Cãi ba không à? Ba nó không có đau mà cãi ba. Dạ, ba chị về. Ba giỏi quá. Ba hứa với con thêm một điều nữa được không bà? Nói đi. Ba cõng con xuống dưới đi. Tưởng gì? Lên. Ok. Yeah. Ủa hết đau chưa mà tung tăng vậy cô? Dạ con hết đau rồi. Bây giờ con có thể ăn sườn mà nhai luôn xương luôn đó ba. Ghê. À mà ba. Hả? Mình sắp hết ngày rồi đó ba. Ba nhớ ba mua búp bê cho con nha. Nhớ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian nghe chưa? Ok ba. Ừ. Hoàng, xí ba. Cái gì vậy?
Đợi con xíu nha. Nhỏ này chạy cho chừng té đó. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Mày con dâu rồi mày đòi thêm bà tiên nữa hả? Đúng là dám chủ nhà gan dụng tôm nè. Một miếng một miếng. Trời đất ơi, trời ơi mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng cả. Làm chi con làm vậy? Sao con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xù của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét mày dám hả? Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Ôi, làm chi lại nói câu đồ đáng ghét nữa rồi. Em cũng biết ngay mà. Làm sao mà nó thay đổi được chứ? Cái đó thuộc về thói quen của nó rồi. Có bộ cái câu nói đó nó đã ăn sâu vô máu của nó rồi còn gì. Nhưng mà không biết từ lúc nào Lâm Chi lại nói cái câu đó vậy ta? À, em nhớ rồi. Hình như lúc đó là Lâm Chi ơi, Lâm Chi à, Lâm Chi à, Lâm Chi ơi. Nói cho mẹ nghe đi, con nói chuyện với mẹ đi. Anh ơi, Lâm Chi sao giờ này nó còn chưa biết nói nữa vậy? Mấy đứa con nít bằng tuổi nó là biết nói hết trơn rồi. Chắc tại con nó hơi chậm thôi, em đừng có lo quá. Sao mà không lo? Anh biết là Lâm Chi nó mấy tuổi rồi không? Nói Lâm con. Chi ơi, quà, Lâm Chi đang làm gì đó? Ba, vậy? Sao anh đi lại thả bom vô mặt con nít như vậy? Thì ba giỡn với cháu mà. Ai mà giỡn kỳ cục vậy à? Giờ tôi giỡn với cháu tôi không được hả? Đồ đang ghét. Trời ơi, nó mới nói cái gì bỏ chết. Lâm Chi, con mới nói gì vậy Lâm Chi? Con nói lại gì? Cho mẹ nghe đi Lâm Chi. Con nói lại đi con. Anh ơi, nó biết nói rồi kìa. Ủa, bộ con nói ông là đồ đáng ghét hả? Con nói là đồ đáng ghét hả? Con nói lại đi. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét kìa. Ủa mà sao ba, sao nó biết nói cái câu đồ đáng ghét vậy? Làm sao ba biết được, ai mà biết. Thôi kệ nó đi, nói nữa đi con. Đồ đáng ghét. Sao mà nó cứ dòm ba mà nó nói bồ đáng ghét là sao nhỉ? Nói lại đi con. Đồ đáng ghét. Thấy sao? Trà ngon anh, trà ngon thiệt á. Còn lại thơm nữa anh. Lâm Chi, con tay thưa hai ông đi con. Dạ thưa. Trời, sao nói trống không vậy con? Con tay thưa lại đi con. Ông làm con đau, thả tay con ra. Xin lỗi, mà con phải chào người lớn chứ. Đúng rồi, khoanh tay thưa hai ông lại. Nhưng mà nó không chào rồi mà. Làm chào lại. Không, có chuyện gì vậy ba? Biểu nó chào người lớn cái nó nói trống không rồi con. Dạ con xin lỗi. Con có chuyện gì vậy? Con có chào mà. Ở trong nhà mà không giữ người ta. Chỉ rằng ha. Con biết lỗi chưa hả? Con không nói hay không? Con nhớ đó nghe chưa? Hư hỏng. Có cho nó ăn đòn thì cũng vậy thôi, không có tác dụng gì hết á. Cô dạy con nít nó đàng hoàng thì nó càng ngày nó càng hư bà. Hay là ông thử giao nó cho tôi dạy thử có được không? Giao cho bà hả? Ừ. Tôi thấy ngay từ đầu á, con bé có hơi hỗn sự một chút. Nếu mà không dạy dỗ và nghiêm khắc từ bây giờ á, thì sẽ không có được đâu. Nhưng mà con bé này nó lì lượm lắm. Mà không phải là lần một lần hai đâu. Cũng phạt nó hoài đó chứ. Tôi biết mà. Với những đứa bé có tính cách như vậy á, phải có cách để mà dạy dỗ nó. Chứ còn ông đánh hoài như vậy là không có được đâu. Ông cứ tin tôi đi, tôi sẽ tìm cách dạy dỗ con bé, sẽ làm thay đổi nó mà. Biết tay tỷ hoa mùa 2 đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những thí sinh tại không đợi tuổi. Coi đâu mới về con? Chào con. Quốc nè, ngày mai á con không bận gì hết mà đúng không?
Bộ con nhìn con, cô thấy rảnh rang hả? Con bận rồi hả? Dạ không, con không bận nhá. Vậy mà bà đặt làm màu. Mà nè, lúc xưa con có đi bộ đội mà đúng không? Dạ. Xong chưa? Lẹ lên! Con đi, con đi! Màu lên! Ông đi! Em từ từ nắm cái chừng đau tay con. Ông đi! Ai đi mà! Thôi, đừng đánh con mà. Không đi cũng phải đi. Qua đó tuần lễ rồi gì à? Lâu lắm. Thôi, được rồi, đừng có đánh. Để anh nói. Con gái, làm chi, nghe lời ba. Đi qua đó một tuần thôi rồi ba rước con về. Ha. Ngoan. Ông mà con, mặt mơ gì phải năn nỉ. Đi. Đi mày đứa. Ông đi mà. Qua đây con chào cô chú. Chào chị nha. Qua đây. Thuận nha. Thôi là làm chi. Có ổn không vậy anh? Không biết nữa. Tôi giao hai đứa nhỏ cho bà đó nghe. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho hai đứa thật là chu đáo. Cảm ơn bà. Dạ, ông đi về cẩn thận. Nhớ là phải nghe lời bà nghe chưa? Dạ. Cả Lam Chi cũng nghe lời bà nghe không? Thôi tụi về nghe. Dạ. Ông chào ông. Nào mấy đứa, chắc các con cũng đã biết là sẽ sống ở đây một tuần rồi chứ. Dạ tụi con biết bà. Làm chi? Sao không trả lời bà? Sao lại nằm dài trước mặt bà như vậy? Mau đứng dậy liền chứ bà. Trong vòng một tuần, bà sẽ sửa hết tất cả các thói hư tật xấu của con. Con cứ chờ đó. Thôi, con đi về nhà của con đây. Cái gì? Về nhà? Được, bà sẽ gọi cho mẹ con. Alo, mẹ làm chi hả? Dạ là tôi đây. Nếu mà chưa đủ một tuần, bà làm chi đã trở về nhà, nhất định cô không cho nó vào. Sau đó phải đánh nó 50 rồi dẫn nó quay trở lại cho tôi. Cô hứa cho tôi rồi chứ? Được, nhất định như vậy nha. Cảm ơn cô. Sao? Con vẫn muốn về nhà sao? Quay trở vào. Thôi được, mời trợ giảng. Tới rồi đó hả? Tại sao không biết chào tôi? Dạ... Chào chợ giảng. Cô đỏ kìa, có nghe tôi nói không? Tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Văn Quốc, sẽ là người chịu trách nhiệm hai đứa trong thời gian tới. Rõ chưa? Dạ rõ. Năm ngày sắp tới đây, các con sẽ được học về các nghi lễ và cách ứng xử. Và những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày vô cùng thú vị, hoặc là những ngày sẽ sống ở dưới địa ngục, là tùy thuộc vào thái độ của hai con đó. Hai con nghe rõ rồi chứ? Hai đứa có 5 phút bước vào phòng cô Liễu thay đồ. Đúng 5 phút sau có mặt tại đây. Rõ chưa? Nghe rõ. Sao con lại mẹ quá vậy? Nhanh! Còn 4 phút! Đi trời! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học về các lễ nghi chào hỏi. Khi mà gặp người lớn, các con phải làm gì? Dạ, để đó cho con. Hai đứa, nhìn tôi cho kỹ, rồi làm theo. Khi gặp người lớn, chúng ta phải khoanh tay lại và nói, con xin chào ạ. À. Từng người một làm theo cho tôi. Bắt đầu. Dạ, con xin chào ạ. Làm chi?
Sao con không làm? Tại sao con phải chào chứ? Làm chi? Bước ra đây! Nè, cái chú đáng ghét kia, chú đang nghĩ chú là ai? Dậy lên! Làm theo y chang như tôi! Một, ngồi xuống! Con xin chào! Hai, đứng lên! Con sẽ quay! Bắt đầu! Mà ơi! Ồn ào quá! Làm lẹ đi! Tâm Anh, con làm xong rồi thì ngồi xuống đi! Nhanh lên! Làm 10 lần cho tôi! Một! Con xin chào! Hai! Con sẽ ngoài! Nói lớn lên, không có lý gì cho mong! Một! Con xin chào! Hai! Con sẽ ngoài! Lớn hơn nữa! Một! Con xin chào! Hai! Con sẽ ngoài! Khi còn nhỏ, phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn. Không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Lớn hơn! Chào chị. À, qua nhà chị có chuyện gì hả? Dạ, sáng em ra ngoài thì cô Liễu nhờ em mang đồ của Lâm Chi và Tâm Anh qua đây luôn. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, thì trong quá trình tập luyện thì mặc đồng phục cho nên không cần mấy cái này nữa. Nè. Dạ. Lâm Chi nó học được không vậy? Dạ, rất tốt. Chị đừng có lo nha. Cảm ơn em dạ, nha. Dạ, chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cách ăn uống. Phải ăn uống thật là sạch sẽ. Quan trọng nhất là không được phàn nàn về thức ăn. Trời dạng, hãy làm mẫu. Được rồi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. 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 Làm chi? Sao con không ăn? Không có miếng thịt nào mà sao con ăn được? Con không ăn mà không ăn. Bây giờ con sẽ đi dọn nhà của con. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Lớn hơn nữa. Phải ăn uống sạch sẽ. Dậy, dậy, dậy! Trời sáng rồi! Nhanh lên! Má ơi, 4 giờ sáng! Ai phá vậy? Tự xếp mềm gói! Đi ra ngoài tập thể dục! Nhanh! Chị ấy đâu, sẽ mệt giùm em ơi! Cái gì? Chú hả? Trời ơi, tôi đang ở địa ngục nhưng về nhà. Quét sân, quét. Quét, 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 quét. Cô kia, nghiêm túc vào. Quét, 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 quét. Quét 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 quét. Không làm nữa đâu. Lâm Chi, tụi mình tới đây để làm ngựa hả? Lại vậy nữa rồi. Mày thích thì mày làm đi. Tao không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ tao phải đi về nhà của tao đây. Lâm Chi, Lâm Chi à, đứng lại đây. Lâm Chi. Ủa, Lâm Chi đâu rồi? Dạ, Lâm Chi,
chạy về nhà rồi. Hả? Nó vẫn chưa về tới nhà hả? Ừ, anh biết rồi. Nè Lâm Chi, tại sao trò lại bỏ trốn hả? Như vậy bây giờ phải thật nặng thì mới sợ đúng không? Một, không được bỏ trốn. Hai, phải ngoan. Lên. Một, không được bỏ trốn. Hai, phải ngoan. Lên. Không được bỏ trốn. Hai, phải ngoan. Sao rồi, mấy con chép xong chưa? Dạ chưa. Không sao, nghỉ ngơi một lát đi. Có người tới thăm các con kìa. Hả? Mẹ hả? Mẹ ơi, mẹ. Làm gì vậy? Mẹ em đâu rồi? Mẹ em đi tới trường rồi. Thôi qua đây nè. Đây, ngồi xuống. Chị có cái này cho hai đứa nè. Wow, là gà nè. Nè, Lâm Chi cũng có nữa nè. Thơm quá. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. Bữa giờ sao? Hai đứa học có vui không? Vui lắm á chị. Còn Lâm Chi thì sao? Không vui một chút nào. Em nghĩ á, thời gian của ngôi nhà này không chỉ cho đi. Em đã đánh dấu trên lịch rồi. Bây giờ chỉ cần đợi tới ngày về thôi. Ngoan. Mấy con phải nhớ, sau này phải là những đứa trẻ ngoan đó, biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Thoải mái quá. Yeah, yeah. Lâm Chi nè, bộ bạn thích lắm hả? Bộ mày không thích hả? Nếu vậy thì mày quay về ngôi nhà đó mà ở luôn đi. Thoải mái quá. Dầu 100 cây, thực thi. Đã về nhà rồi mà. Dám cãi lời hả? Thực thi.
ác mộng. Trời ơi, ngủ mà cũng không để anh ta yên nữa. Dạ tôi biết rồi. Dạ, vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa, sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Rồi còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực vậy sao ngủ nổi cô? Không ấy, mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con mũi ngoài sân hả? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ. Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi! Sao ạ? Ủa? Ông... Ai như ông sao Tài ạ? Sao ông không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa chào bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không, cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai không mới đến sửa được. Ông ngồi đây. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, giờ cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi, khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy vậy đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà... nhà ông? Ừ? Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này, tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu. Một đêm thôi mà, cứ tới nhà tôi, hả? Vô đây, vô đây. Con chào ông. Cứ ơi, tự nhiên, không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa, Liễu vô chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi, ngưỡng ngang. Làm gì? Làm chi? Hổn con. Thật ngại quá, trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ, có gì đâu cô, người trong nhà không. Ừ, đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ làm sao đây? Em, ngủ gì cũng khỏi. Đương nhiên là anh em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm vậy đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm nè. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ, vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi, dạ. Làm phiền em nha. Dạ, không có gì đâu nha. Đại gia đình ơi, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? À, còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Rồi, vậy đi ha. Nguyên à. Rồi, xong rồi đó. Yeah. Tụi con đây. Bà ơi, phải chi ngày nào bà cũng chơi với con thì vui biết mấy bà ha. Ủa, sao vậy? Tại con rất thích chơi với bà, vì bà là một người xinh đẹp, nhân hậu. Chơi với bà con thấy cuộc sống này càng ý nghĩa thêm. Con nói đúng rồi đó. Bà cũng rất là thích chơi với con. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ là người cùng chung một nhà đó. Thiệt hả bà? Ừ. Vậy bây giờ chúng ta chính thức làm bạn tốt nha. Làm bạn tốt của nhau hả? Được. Bạn tốt nha. Dạ. Ý con là không phải bạn tốt thường, mà là bạn tốt thân. Bạn tốt thân là sao? Bà chờ con xíu nha. Ờ. Cái này á, chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Cái gì vậy? Cho bà coi đi. Bà xe tới đây. Được. Gì mà y bí ẩn dữ vậy? Bà coi nha. Dạ. Thứ này chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Bà biết rồi. Bà mở ra nha. Dạ. Đây không phải là cái răng sao hả? Dạ đúng rồi, răng của con mới nhỏ năm ngoái á, giờ con mọc răng mới rồi. Ôi trời ơi, con giữ cái răng này lại làm gì vậy? Bà không thấy nó đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp,
chỉ là cái răng thôi mà. Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà? Còn có hạnh nhân hả? Có, dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bơ gỗ con thiếu à. Còn dính miếng à. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là cái, mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi, mình là bạn bè mà bà. Có gì bà đâu. Dơ quá. Ôi, cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, giờ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Con vừa nói ai đáng ghét hả? Ủa, cái gì lớn sao hả? Sao bà dám đeo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao, thì sao? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà con dám hổn với người lớn sao? Nè, con dám ăn sô-cô-la nhá hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn không dơ hả? Không thể dơ. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm cho con ăn. Bà đang làm cái gì vậy? Lúc nãy con nói là không dơ mà. Để bà làm cho con ăn. Nè, bà đó, ăn đi. Không. Con ăn đi. Dơ vậy, ngu sao ăn? Con vừa nói là không dơ mà, hả? Ăn đi. Không, con chỉ nói là nút miếng của con không có dơ thôi, chứ con đâu có nói là nút miếng bà không dơ đâu. Bà cũng nói là nút miếng của bà rất là sạch, không dơ. Con ăn đi, ăn đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Chà, sao sẽ nhất trên đây. Được, còn đó, con cũng là cái đồ xấu xí nhất trên đời. Đúng là đồ đáng ghét mà. Bà đúng là cái đồ xấu xí vừa đáng ghét. Con cũng là đồ xấu xí đáng ghét nhưng nhất trên đời. Bà mau đi ra ngoài, bước ra ngoài. Cái gì? Con đuổi bà hả? Lấy tư cách gì mà đuổi? Bà được mời vào đây mà. Nhưng mà bây giờ con muốn bà đi ra ngoài. Bộ con tưởng là chỉ mình con biết la sao hả? Ba cũng biết la vậy.